chức lễ tang Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hùng theo nghi thức cấp cao. Lễ tang Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hùng được tổ chức theo nghi thức cấp cao. Lễ viếng tổ chức vào hồi 9 giờ, ngày 23 tháng 11. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, do tai nạn, đã đột ngột từ trần vào hồi 12 giờ 31 phút ngày 21 tháng 11, hưởng thọ 59 tuổi. Lễ tang ông Nguyễn Văn Hùng được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng tổ chức vào hồi 9 giờ 0 phút, ngày 23 tháng 11 tại nhà riêng số 42 Nguyễn Hữu Cầu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ 0 phút, ngày 25 tháng 11. Ông Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 2 tháng 2 năm 1964. Quê quán, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, ông Hùng từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 5 năm 2020, ông là Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Tháng 5 năm 2020, tại Hội nghị Trung ương 12 khóa 12, ông được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12. Đến tháng 6 năm 2020, ông được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.